Con muốn ăn gì? Đứng im lại đây nói chuyện với mẹ. Không có đi vòng vòng. Nói tiếng Việt. Can I ask a mission, mẹ? Mẹ, con muốn nghe some mission, mẹ. Ăn gì? Mom, I want to ask a mission, mom. À, con muốn ask for my permission. Là con muốn xin ý kiến, xin phép mẹ đúng không? Why we have to say permission? À, tại sao mình phải nói vậy đó hả? Tại vì khi mình nói vậy thì mình thể hiện cái sự lễ phép của mình, cái sự tôn trọng mẹ, của mình. Can I please have candy, mẹ? Nói tiếng Việt. Mẹ, I'm taking tunic. Hả? I'm taking tunic. Mẹ, con đâu có nói tiếng Việt đâu, con chỉ kêu mẹ. Con kêu mẹ bằng mẹ là tiếng Việt thôi, chứ còn nhiêu là con nói tiếng Anh hết á. Mẹ. Khoanh tay lại. Can I have candy? Dạ mẹ ơi. Dạ mẹ ơi. Mẹ có thể nào? Can I? Mẹ có thể nào? Thế nào? Cho con ăn kẹo được không? Kẹo con cơm. Con muốn ăn kẹo mẹ ơi. Con muốn ăn kẹo. Mom, daddy know how to. Daddy didn't know how to eat cake. Ồ, ba không biết hả? Im lặng hả? Can I have candy? Nói tiếng Việt thôi. Mẹ cũng candy. Con muốn ăn gì? Kẹo. Đúng, kẹo. Trời ơi, giờ ăn kẹo nó đi xin tôi đâu, kẹo để đâu? Ở trên đó nè, sao con biết vậy? Con nói mẹ lấy cho con. Mà con có xin ba chưa? À, ba nói là con ăn xong cái chén đó ba mới cho ăn hả? À, bí mật hả? Bí mật của mẹ với chay phải không? Đi rồi bước ngồi xuống. Bí mật nghe chưa? Nhưng mà cuối cùng mà ba thấy rồi, ba la mẹ rồi, mẹ nói là do chay sinh nha chưa? Mẹ nói là cái này là lỗi của chay nghe không? Đồng ý không? Không có đổ thừa mẹ nghe chưa? Nhỏ nhỏ thôi. Không có đổ thừa mẹ nghe không? Một cục thôi. Hai giấy giống nhau cái chi đầu lửa. Hai cái giống nhau chị hai. Lừa nữa. Ủa, rồi lại con lấy được con phải nói làm sao? Thank you, mẹ. Open the phone. Nói tiếng Việt. Mẹ, open the phone. Nói tiếng Việt. No, I'm tiếng Việt. Không, con chỉ kêu mẹ tiếng Việt thôi chứ còn nguyên câu toàn tiếng Anh không. Con nói con muốn làm sao? I don't know what you do. Mẹ mở làm sao? Mở con. Đúng rồi. Bây giờ con trốn ở đâu, con ăn đâu, con. Ngồi trốn đó nghe chưa? Trốn không được bước ra nghe không? Cắm nè, sao cắm sụp ra, kéo à. Yeah. Thôi lại đây. Trời ơi. Trời ơi, trốn nữa nó ăn. Được đời không đó, trốn nữa đó nghe cô chú nha, trốn vô đó ăn kẹo. À, đừng cười. Trời ơi, có được đời không? Trời ơi, trong đời tôi chưa thấy. Trời ơi, sao khó khăn vậy, sao khổ vậy? Rồi, bỏ ra đi. Để tôi lại cho coi đó. Sao, con nói sao quá mẹ không nghe. Mẹ, cái đó là đồ chơi của Lucky. Con nói đi, đồ chơi của Lucky. Mẹ mở con. Má, con chú thấy không ăn kẹo rồi trốn rồi. Trốn sợ ba biết. À, đâu có nói ba đâu. Mẹ ngồi quay phim này cho ba coi thôi chứ mẹ đâu có nói đâu. Trời. Ngon. Dùm. It's like watermelon. It's the watermelon. À, nó nói trời ơi, cái này ngon quá cô chú ơi. Ăn cái này nó giống như là đang ăn watermelon, có nghĩa là ăn dưa hấu vậy đó cô chú. Trốn đi, ăn đi. Trời ơi, cùng trời ăn kẹo mà còn có iPad nữa. Trời ơi. I can't watch about iPad. Làm sao? Mom, get my iPad, please. Nói tiếng Việt đây.
Mẹ chưa mấy có Peppa Pig mẹ. Bà để đâu? I want my iPad. Mà con để chỗ nào? Oh, in bedroom. Trời chết cha, mà con để trong phòng đó. Bây giờ ba ngồi trong phòng rồi, giờ người sao vô lấy được. Mẹ vô mày lấy cho con nha. Dạ, mẹ. Con ngồi đây con im lặng con ăn nghe không? Đừng có nói năng gì nha không? Nha, mẹ quay cho con. Ok, ngồi im. Nghe chưa? Cô nói làm sao? Em chưa nghe. Quá dữ luôn cô chú. Trời ơi, trốn ăn kẹo mà còn xin iPad đi coi. Chứ đỡ buồn. Relax dễ sợ không? Okay. Trốn trắng mà relax dễ sợ không? Trời tối thật. Trời ơi, quá lớn trời ơi, trốn mà còn mở lớn nữa. Đây nè, mày chùi cho mày chùi. Ôi ôi, nghe không? Ngon không? Ngon không? Thôi bọc rồi xíu không? Con thấy mẹ thương không? Mom, somebody eat her food. Chu-chu, that's chu-chu. Mà con thấy mẹ thương con không? Yeah. Mẹ lấy kẹo cho con, cái mẹ mẹ còn lấy thêm iPad cho con nữa. Con thấy mẹ thương con không? Con có thương mẹ không? Yeah. Con thương mẹ làm sao? I don't like that because daddy always hit me. Bậy à, nó tào lao à. No, this is not fun with us. He almost hit and pushed me. Ai? Hit my face and he pushed me. The little kid. Cái thằng bé đó quýnh con à. He has silver face and he has silver. Everything silver. Trời, cái mặt nó màu xám luôn hả? And his hair is xám too. Trời ơi, hair xám luôn hả? Uh-huh. Tóc xám luôn, ghê chữ ta. Mà con là cái gì của mẹ ta? Con nói cho cô chú nghe coi, con là cái gì của mẹ? Hả? Trời, con là cái gì của mẹ? Con gà của mẹ. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi trời 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 trời, mũi. Vậy con cô chú bệnh á, bệnh nên là giờ cho trốn bằng kẹo. Còn con là cục vàng của mẹ, thương ghê không? Còn mẹ là gì của chay? Con cục vàng của mẹ. Nhưng con là cục vàng của mẹ, nhưng mà mẹ là cái gì của chay? Cho mẹ của chay. Không, nhưng mà con mẹ là cái gì của chay? Cục rim pop của chay. Trời, mẹ là cái cục rim pop của chay. Lẽ là mẹ là cái cục kẹo con đang ăn, giờ con đang liếm cho mẹ. No, this is me right here. À, mẹ đó đó hả? Trời ơi, con liếm mày nhột quá. Hí, nhột quá, con chay nó liếm từ nhột quá. Bà ra, nhớ không, mình đang ăn lén lút không? Này là cuộc tình rụng trộm và lén lút chứ đâu phải là cuộc tình mà công khai đâu, mà còn bà coi bát nữa. Có được đời không? Trời ơi, đây là cục vàng của mẹ. Trời ơi, có bữa nó nói mẹ con muốn mẹ kêu con là sweetheart. Trời ơi, phải không con? Yeah, I love to call my sweetheart. I go get pee pee. That's the same just like pee pee. Lao không à? Nói vậy đúng rồi. Con thích mẹ kêu con bằng sweetheart có được đời không? Sweetheart là gì? Sweetheart có nghĩa là ngọt ngào đó cô chú. Là đáng yêu, là ngọt ngào, ý nó là vậy đó. Là sweetheart đó cô chú. Sweet là có nghĩa là ngọt, mà heart là có nghĩa là trái tim. Thì giống y như là giống như là cô bé ngọt ngào đáng yêu dễ thương đó, con thích mẹ, con yêu mẹ kêu con bằng vậy đó, có được đời không? Ngon quá trời, thế nào cũng không có ăn hết cái cục. À, im. Mũi. Chùa miệng. High five. We did it. Mày vô mày kêu ba nha. Oh yeah. Hả? Yes.
This is a GD for the grandpa, okay? Huh? Oh, Mom, just ask Daddy. The two sat together and shared Chiku's lunch and an apple that Chuchu had brought. Nó bảo sao? Daddy said, Nó bảo, sorry for your loss. Cái gì? Tự nhiên sorry for your loss gì tào lao vậy? No, sorry for your care. For JD to be a grandpa, okay, Mom? À, vô nói vậy luôn hả? Hả? Vô nói là xin lỗi. Vô nói là ba chay nói chay xin lỗi ba tại vì á hả? Chay ăn, chay lấy kẹo chay ăn. Uh-huh. Nói vậy hả? Uh-huh. Ok, để mình vô mày nói ba nghe chưa? Ok. Just remember, I know how to talk. À, mẹ nhớ là con biết cách nói chuyện mà. Đúng rồi. Mày vô mày kêu ba nghe chưa? Con ra con phải là làm là một cái lời thú tội ngọt ngào nghe không? No, mày sao vậy? Trốn trong đó hả? Rồi để mày vô mày nói ba. Nó chỉ tôi vô nói làm sao luôn. Daddy. Yeah. We have something to commit. Can you just come? Something to commit? JD, she just want to say sorry because she just ate the green pop and she's hiding under the chair to eat it. It's okay. If you gave it to her, I can't do anything about it, right? Uh-oh. Con chạy, con ra con nói ba làm sao? Bước đây. Bước ra nói ba đàng hoàng, đứng chạy ra nói ba, nói ba. Okay. Nói ba tại vì con thèm quá nên. Hả? I'm looking for my... Nói chạy ra nói ba vì tại vì con thèm quá nên con lỡ ăn rồi. Sorry ba, lại vậy đây. I can't get out. Đây, bước ra đây. Đi ra đường, đi vô đường nào, ra đường đó. Remember? Con đi ra đường đó, đúng rồi. Đi vô đường nào là mình ra y chang đường đó. Nó không có thể ra được. Rồi, đứng trước. Chạy lại đứng trước mặt của ba, khoanh tay lại, nói hả, bye ba. Tại vì con thèm quá nên con lỡ ăn. Con thèm quá, con ăn. Con lỡ ăn. Không, mình nói tiếng Anh ba mới hiểu. You gotta say in English. Con nói Daddy. I'm sorry. Because I want it so bad. Ê, không có đứng lên, cái bạn ơi. What, who gave it to you? Did you get it yourself? No, I was not too hard. Who gave it to for you? No. If mommy gave it to you, then you don't have to say sorry to me. Uh-oh, it's gonna be mommy punishment. It's mommy's punishment. Uh-oh. Đúng rồi, đừng đánh nhẹ. Đúng rồi, đừng đánh mẹ. Con nói ba ơi, đừng đánh mẹ. Đừng đánh mẹ. May has to say yeah, well, or yeah, what do you call me? Dad. Yeah, she gotta go, yeah, yeah, what? Dạ ba ơi. Okay, Daddy, I'm sorry. I got candy for JD because she wanted so badly. Are you gonna forgive us? Yeah. There's a watermelon from the top. And it matches. It matches my shirt. Yeah. Bây giờ ba đánh mẹ sao chay? Yeah, đánh trong lạng nó đi về cục cầu ba. Ba thấy cái cục kẹo này là nó giống như cái ghế không, cái màu của cái ghế nó đánh trong lạng đó cô chú. Rồi đó, thế là câu chuyện. À, trời ơi, ba có thể nào ba đem ba cất cái này giùm không? Trời. Oh, you know what, yeah, she gets punishment. Trời ơi,
rồi nó lại nó xịt ấy cho mẹ. Mom giải cho Omo hết chịu. Con nhờ mẹ nhờ con. Mom giải cho Kenju hết chịu. À ba giỡn á hả con? Trời nó biết luôn, nó nói mẹ ba giỡn mà tính đánh mẹ đó. Bộ gì mà chay cứu mẹ đó. No mommy, he's a really really scary cat. Trời ơi nó còn đổ thừa tôi nữa, nó đưa cái hộp kẹo cho ba nó cất rồi nó nói mẹ ơi đáng lẽ nãy mẹ phải cất cái hộp kẹo đó chứ. Đúng rồi mẹ sợ chứ, ba nó cầm cái cây thì mẹ sợ liền chứ. She's so funny.